Em chào tất cả cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay em đi quay cái lô đất nha cô chú anh chị. Cái lô đất này tổng diện tích là 1 hectare. Đất này thuộc về xã Quảng Phú, huyện Cà Rồng Nô, tỉnh Đắk Nông. Thế cái lô đất này mà ra quốc lộ 28 mà rơi vào tầm khoảng cỡ là 600 mét cô chú anh chị này. Trên đất được chủ trồng tiêu và trồng 200 cây sầu riêng lớn nhỏ nha cô chú anh chị. Trong đó là có 70 cây là thu chỉnh đấy nhá. Có 70 cây sầu riêng thu chỉnh này cô chú anh chị này. Bảy mươi cây sầu riêng nằm ở trên này cô chú anh chị. Bảy chục cây sầu riêng là thu chỉnh. Còn lại là sầu riêng nhỏ nha cô chú anh chị. Từ cái miếng đất này nên mà ra trung tâm ủy ban xã Quảng Phú, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 nó rơi vào tầm khoảng cỡ 1 cây số nha cô chú anh chị. 1 cây số, còn ra quốc lộ 28 thì tầm khoảng cỡ 70 mét, 700 mét, mét 100 mét nha cô chú anh chị. Từ đây ra quốc lộ 28 nó rơi vào khoảng 100 mét nha. Từ cái lô đất mà về thành phố Buôn Ma Thuột nó rơi vào khoảng cỡ 70 cây. Còn về hướng Giang Hìa thì nó rơi vào khoảng 55 đến 60 cây nha cô chú anh chị. Còn mà về hướng Lâm Đồng thì nó rơi vào khoảng 70 cây nha, 80 cây nha. Đất thì nằm trong khu dân cư luôn nha cô chú anh chị. Đất nằm trong khu dân cư luôn. Có là 200 cây sầu riêng. To nhỏ. Trong đó là có là 70 cây là thu chỉnh rồi nha cô chú anh chị. 70 cây sầu riêng là thu chỉnh. Còn lại là đang cho bỏ nha cô chú anh chị. Có một số năm nay là cho bỏ nha. Anh chị mà đang quan tâm tới cái lô đất này liên hệ với em theo số điện thoại 0333 955 033 nhé. Để mình tìm hiểu và tham khảo cái lô vườn này nha cô chú anh chị. Có 70 cây sầu riêng lớn này cô chú anh chị này. Đất thì là tích lục cho cô chú gì, đất tích lục là dấu đỏ nha. Còn là 200 cây sầu riêng. Trong đó là có 70 cây lầy lợn này cô chú anh chị. 70 cây lầy lợn này nhé. Hiện tại về giá chủ nhà đưa ra là 1 tỷ 3 nhé cô chú anh chị. 1 tỷ 3. Anh chị mà đang quan tâm tới cái lô vườn này thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0333 955 033 nhé. Để mình tìm hiểu và tham khảo cái lô vườn này nha cô chú anh chị.
Lô đất này nằm trong khu dân cư luôn nha cô chú anh chị. Nằm trong khu dân cư luôn. Nó ôm hết mấy trăm mét mặt tiền đường. Mình ôm mấy mất trăm hết mặt tiền đường này cô chú anh chị này. Đám này đẹp á. Đám này nằm trong khu dân cư luôn. Đất đẹp. Đây hồ nước của mình. Hồ nước này của mình luôn này.